vị khách quý, bà con lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Trong cái không khí rất là ấm áp và vui vẻ này, mời đại sứ và phu nhân Nam Điền. Chương trình là mặc bộ đồ lễ. Phải khắc phục. Có cả những hội viên ở những vùng miền xa ủng hộ các hoạt động của hội viên trong các chấp hành. Mỗi dịp thấy lòng tôi cũng nói đặt chân đến có lẽ là cũng gần 90 nước. Trong vùng của Hà Nội chúng ta đã không còn nhận ra nữa. Nếu đến thăm những phố cổ có khi chúng ta còn rất là khó tìm được. Và tấm lòng của mọi người đều hướng về một cộng đồng vững mạnh và một cộng đồng dựa vào nhau để phát triển và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tôi muốn rằng là các anh các chị, hội Hà Nội sẽ là một trong những hội tiêu biểu để đóng góp vào cái sự đoàn kết và phát triển cộng đồng chúng ta. Cái chủ tịch tâm huyết như vậy, vì người Hà Nội như vậy, vì chủ đề gì anh Cường? Cháu nào có tên làm ơn bước lên một bước. Nhận được phần quà hoặc cô Hằng chưa gọi được đến tên không? Để cổ vũ cho các cháu và xin chúc các cháu luôn luôn vững vàng. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, Hội Người Hà Nội sẽ vững mạnh hơn nữa với sự đoàn kết của ban chấp hành cũng như sự nhiệt huyết của tất cả các anh chị em trong ban chấp hành. Chúng tôi xin hứa sẽ làm tất cả vì bà con Hội Người Hà Nội và sẽ làm tốt hơn nữa. Xin cảm ơn.